kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Chí Năng, huyện Lang Chánh vào khoảng 21 giờ 15 phút đêm qua, ngày 22 tháng 3, khiến 7 người tử vong. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C13640 đi xuống dốc theo hướng từ xã Chí Năng về thị trấn Lang Chánh. Đến km 13 570 trên dốc Bảo Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận Bản Hắc, xã Chí Năng thì mất lái đâm vào ta luy dương bên phải theo hướng đi. Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe, cả lái và phụ xe đều tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, rạng sáng nay, lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện Lang Chánh đã có mặt tại hiện trường để tập trung lực lượng phương tiện máy móc đưa các nạn nhân ra khỏi xe, bàn giao thi thể về các gia đình. Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa hiện trường tai nạn, đảm bảo giao thông cũng như khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đến thăm hỏi chia buồn cùng các gia đình nạn nhân tại hai huyện Lang Chánh và Yên Định. Để đẩy nhanh tiến độ chất lượng dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh xác định việc hoàn thành thu nhận hơn 2,9 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân xong trước ngày 17 tháng 6 năm 2021 là một chiến dịch. Để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, lấy kết quả hoàn thành việc cấp căn cước công dân là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng và tác dụng của hai dự án này đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ của mọi tầng lớp nhân dân để ủng hộ, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện hai dự án, đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc và đảm bảo chế độ đầy đủ đối với cán bộ công chức, lực lượng tham gia thực hiện hai dự án, kịp thời biểu dương khen thưởng các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện nay, chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn đang tập trung triển khai thi công các hạng mục công trình. Dự kiến đến tháng 6 năm 2021, nhà máy sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam là dự án xử lý rác thải trọng điểm của thành phố Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Dự án có diện tích trên 15 hectare, công suất 350 tấn một ngày đêm. Chủ đầu tư hiện đang huy động nhân lực tập kết thiết bị thi công xong một số hạng mục quan trọng như phần kết cấu thép, mái tôn, bê tông nền của 4 nhà xưởng, khung vỏ lò đốt, bể nước giải nhiệt lò đốt rác số 1, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Để đẩy nhanh tiến độ của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã thành lập tổ giám sát về việc theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện dự án. Khoảng tháng 4, đầu tháng 4 thì chúng tôi sẽ cho tiến hành là thi công đồng bộ cùng những phần điện ngầm, phần điện động lực của cái phần nhà xưởng. Bây giờ hiện tại là khối lượng thì là đang rất là nhiều. Tôi hiện tại sau huy động các mũi đánh cùng một lúc chứ không phải là đánh lẻ. Hiện tại là chúng tôi mới có 3 đến 4 đơn vị nhà thầu đang thi công tại nhà máy. Khoảng đầu tháng 4 thì chúng tôi đã tăng lên khoảng 3 đơn vị nữa. Mà cuối tháng 4 chúng tôi tăng thêm khoảng 2 đơn vị. Hiện nay nhiều bãi chứa rác lớn của tỉnh đều đang trong tình trạng quá tải. Riêng tại bãi rác Đông Nam, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa đang phải thi công thêm một hố chôn rác để đảm bảo cho công tác thu gom, xử lý rác thải được thông suốt. Do vậy, việc nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam cũng như các dự án xử lý rác thải khác nhanh chóng đi vào vận hành sẽ góp phần quan trọng cho việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư bàng quang đầu tiên. Đây là kỹ thuật khó, hiện mới chỉ có một số bệnh viện tuyến trung ương thực hiện được. Bệnh nhân là nam sinh năm 1957 ở xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, được chẩn đoán ung thư bàng quang. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ bàng quang, nạo vét hạch chậu và lấy đoạn ruột tạo hình bàng quang. Được biết từ năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai mổ mở cắt bàng quang, nạo vét hạch chậu và lấy đoạn ruột tạo hình bàng quang để điều trị bệnh ung thư bàng quang. Nhưng ca bệnh này là ca đầu tiên sử dụng kỹ thuật nội soi. Tuy nhiên mổ mở thì nó có những cái khó khăn. Như là phẫu thuật ở cái vùng chậu sâu ấy, thì đối với mổ phanh thì đôi lúc là chúng tôi gặp khó khăn trong cái phạm vi của phẫu trường phẫu tích. Nhưng đối với phẫu thuật nội soi để làm những cái khu vực sâu ở chậu vùng chậu thì đây lại là một ưu điểm.
Và đặc biệt là trong quá trình nạo vét hạch chậu bịt thì chúng tôi sử dụng phẫu thuật nội soi rất tốt. Sau hơn 2 tuần phẫu thuật và điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, ăn uống bình thường, nước tiểu lưu thông xuống bàng quang mới tạo tốt. Công an thành phố Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Lại Văn Đức sinh năm 1998, trú tại số nhà 373, phố Duy Tân, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Kim Hữu Mạnh sinh năm 1991 ở số nhà 36, phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về hành vi gây rối trật tự công cộng và cùng đồng bọn sử dụng 2 khẩu súng côn tự chế bắn vào nhà một người ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để trả thù cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021, Lại Văn Đức đã gọi điện rủ thêm Kim Hữu Mạnh cùng 2 đàn em khác là Đoàn Văn Minh sinh năm 2002 và Nguyễn Duy Giang sinh năm 2005 cùng trú tại thành phố Thanh Hóa mang theo 2 khẩu súng côn tự chế mua qua mạng xã hội rồi tụ tập tại trung tâm thương mại Vincom. Sau khi thay quần áo, dùng khăn bịt mặt, che biển kiểm soát xe máy, nhóm đối tượng đi đến trước cửa nhà anh V bắn liên tiếp 5 phát đạn vào nhà. Rất may không có ai bị trúng đạn. Bị người nhà anh V truy đuổi, 4 đối tượng đã bỏ chạy nhưng vẫn bắn thêm 1 phát súng vào những người truy đuổi. Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và bắt tạm giam Lại Văn Đức cùng Kim Hữu Mạnh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ rất nhiều vỏ đạn súng côn cùng nhiều tăng vật có liên quan. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Thông tin từ Đại học Y Hà Nội, trong ngày hôm nay đã có thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC. Buổi tiêm tiếp theo trong tuần này dự kiến sẽ diễn ra ngày 25 tháng 3, cũng với 15 người tình nguyện. Trước đó hôm 15 tháng 3, đã có 6 người tình nguyện được tiêm mũi đầu tiên vaccine Covivac giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng. Được biết, vaccine Covivac là vaccine phòng bệnh COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng sau vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Trung tâm chống độc và khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 5 trường hợp đến viện trong tình trạng nôn ói kèm tiêu chảy. Trước đó, tối ngày 21 tháng 3, ông bà NTH có dùng trứng cá sấu hỏa tiễn về đánh trứng ăn bữa tối. Sau khi ăn khoảng 90 phút, các cháu và bà Hát bắt đầu xuất hiện nôn, đau bụng và đi ngoài. Sau 12 tiếng điều trị, sức khỏe của bà Hát và các cháu đã ổn định. Chuyên gia y tế cho biết, với cá sấu hỏa tiễn, thịt cá có thể ăn bình thường, nhưng trứng và phần thịt quanh trứng chứa chất độc ichthyotoxin gây tác động lên hệ tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Hệ thần kinh, đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt, ù tai, co giật và tim mạch, loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Trung, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo nội dung đơn trình báo, Trung có quen biết với một nữ sinh lớp 7 và đã thực hiện hành vi giao cấu với nữ sinh này. Bạn gái của Trung sau khi biết chuyện đã hẹn nữ sinh đến trường Mười Thân, xã Tấn Mỹ, rồi cùng đồng bọn đánh đập em. Đến ngày 8 tháng 3, bạn gái Trung tiếp tục huy động bạn bè lên đến 30 người đánh chửi, lột áo, làm nhục nữ sinh, quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Quá sợ hãi, nữ sinh tự sát. Rất may được gia đình phát hiện kịp thời. Công an huyện Chợ Mới đã triệu tập những người hành hung nữ sinh, nhân chứng lên làm việc. Tại công an, Lê Thanh Trung đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk khẳng định không có vụ mua bán lan đột biến với giá hơn 31 tỷ đồng như thông tin đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua. Trước đó, theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Facebook, hàng chục người đã tham gia buổi chuyển nhượng lan đột biến với giá hơn 31 tỷ đồng. Trên bàn, để sẵn các chậu hoa lan đột biến và một số tiền mặt kèm theo nội dung, chúc mừng bạn Lắc, giao dịch thành công. Tàu NFC Auri dài 366 mét có trọng tải gần 160 tấn đã cập cảng Cái Mép, Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Chiếc tàu này đã xếp dỡ hơn 15.000 container, trong đó có 12.000 container bốc xuống cảng và xếp lên hơn 3.000 container để xuất hàng sang Mỹ. Đây là con tàu kỷ lục về sản lượng xếp dỡ cao nhất của tàu nước ngoài cập cảng bốc xếp hàng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin được gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.